Rồi, chào anh em buổi sáng nha. Thì bắt đầu lên máy nha anh em. Máy này về Long An. Máy 1747 luôn. Rồi chào anh em nha. Cái máy này thì em đang kiểm tra để mà giao về Long An nha anh em. Đây, máy em mới vừa hợp đồng. Giờ bắt đầu làm bảo dưỡng sơ sơ cho con này. Rồi hôm nay em tiếp tục làm con máy này nha, đang tháo xích ra, tháo mấy đường đập ra hết rồi. Chuẩn bị vệ sinh. Rồi bữa nay em làm tới đây rồi nha anh em, đang tiếp tục làm máy này cho nó hoàn thiện xong rồi giao ha. Anh em sẽ mở ra hết toàn bộ luôn nha. Tem mình cũng lột hết trơn rồi, thay tem mới vậy hết. Rồi chào anh em, bữa nay thì hộp số đã gáp rồi ha, đang chuẩn bị gáp mấy cái đồ mới vô đây. Đó. Rồi máy này bữa nay xong phát rồi là tiếp tục. Và đây là máy Long An rồi. Em đã làm gần xong rồi nha, còn một số thứ nữa thôi. Đó. Rồi máy Long An nha anh em, máy Long An em chuẩn bị giao về cho khách đây nha. Thì cái máy này bữa có còn cái động cơ mới em chưa có về kịp á, cho nên đưa đỡ khách cái động cơ này ráp vô chạy đỡ mấy bữa nha, bữa sau em sẽ thay vô nha. Đây máy đã hoàn chỉnh hết luôn, xịt mới luôn ha, máy số cũng bảo dưỡng rồi, để test luôn, dây cu rơ là mới chát hết. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây cho anh em dễ nhận diện nha.